cả mọi người. Chắc là lâu lắm rồi mọi người mới có một cái video mới lại kênh Tết Góc Nhà Ú. Hôm nay thì mình muốn gửi đến mọi người một cái video có nội dung mình nghĩ là rất nhiều bạn cũng thắc mắc hoặc là có cái nhu cầu khi hỏi về cái sản phẩm này. Đó chính là hôm nay mình sẽ giúp mọi người phân biệt được sự khác nhau giữa kem 5RX và kem 5FX của nhà Obagi. Như mọi người đã biết thì kem số 5, dù là 5RX hay là 5FX của nhà Obagi đều là kem giúp làm trắng da, trị nám, đặc biệt là các vấn đề về tàn nhang, thâm nám, thâm sau mụn. Đầu tiên khi mà mình phân biệt bất cứ một sản phẩm nào, mình cũng phải nói đến sự giống nhau. Sự giống nhau thì đó là kem số 5. Như mọi người nhìn thấy ở đây này, hai cái lọ kem này của mình nhá, trên cái bao bì của nó chỉ ghi chữ PM, có nghĩa là cái kem này chỉ dùng được vào buổi tối. Mọi người nhớ là kem số 5 của nhà Obagi chỉ dùng được buổi tối, mình không thể dùng được buổi sáng. Cái thứ hai đó chính là mọi người có thể thấy ở đây nó có chữ blender này, cả hai lọ đều có chữ blender. Đây, kem số 5 của nhà Obagi FX và RX đều có chữ blender, nghĩa là thế nào ạ? Nghĩa là kem này là kem để dùng trộn. Đây không phải kem trộn mọi người nhé. Tuy nhiên cái chất kem này nên được bôi trộn với một loại kem khác của nhà Obagi để đặc trị các vấn đề về thâm nám mụn, chứ không phải là cái này là kem trộn giống như là mình nghĩ kem linh tinh ở ngoài đâu ạ. Cái này thì trong phác đồ của Obagi thường xuyên được trộn với tretinoin, tretinoin 0.025 hoặc tretinoin 0.05 hoặc tretinoin 0.1. Tuy nhiên cái này thì không nên trộn với tretinoin gel 0.5 bởi vì nó rất là khô. Một cái giống nhau thứ hai đó chính là kem số 5 này, dù là RX hay FX thì nó đều có tác dụng là đặc trị nám này, đồi mồi, tàn nhang, và những cái việc tăng sắc tố, ví dụ như sau khi bị mụn, da bị thâm. Đấy, cái kem số 5 này thì là đều có tác dụng, nói nôm na đó là làm trắng da. Đây, mình vừa mới nói với mọi người tất cả những cái điểm giống nhau của nó. Thứ nhất, đấy là công dụng đều làm trắng da. Thứ hai là chỉ dùng được vào buổi tối. Và thứ ba, bạn phải dùng để trộn với chai, chứ không thể dùng cái kem số 5 này bôi trần lên da một mình được. Cái điểm mà mọi người muốn biết nhiều nhất đó chính là sự khác nhau giữa kem số 5RX và kem số 5FX. Đầu tiên đó là về hình ảnh, bao bì. Mọi người có thể thấy đây là kem số 5RX. Ở đây thì là nó có chữ là rất là nhỏ thôi, đó là RX Only. Hoặc là mọi người có thể nhìn thấy ở trên này nó chỉ có chữ blender thôi. Đây, cái bao bì của kem số 5RX nó như thế này ạ. Đó. Tiếp theo, đối với kem số 5FX, đây, cái này là có blender FX. Đó. Và nó không có chữ RX Only như là cái kem RX. Đó, nó chỉ ghi thế này thôi. Bao bì rất là giống nhau nhưng mọi người phải nhìn kỹ nhá. RX nó sẽ có RX Only ở đây. Và cái này thì nó sẽ có chữ blender FX. Đó, đó là điểm khác nhau đầu tiên ngay ngoài bao bì mọi người có thể phân biệt được. Cái thứ hai, cái điểm mấu chốt quan trọng nhất đó chính là kem RX thì là có chứa hydroquin, bao gồm 4%. Như mọi người đã biết là hydroquin từ rất lâu trong cái công nghệ dược mỹ phẩm thì nó có tác dụng làm trắng và làm ức chế các vết nám, đồi mồi, giúp cho cái việc tăng sắc tố bị giảm đi và làm mờ vết thâm nám, làm trắng da nhanh hơn rất là nhiều. Đây, ở ngay ngoài bao bì của RX nó cũng ghi là hydroquin 4%. Đó, khác biệt ở đây là thành phần. Đó, mọi người có thể thấy. Còn cái kem 5FX như này thì nó không có cái thành phần hydroquin đó. Cái tiếp theo thứ ba mà mọi người phân biệt rõ ràng khi mà sử dụng đó chính là kem 5RX này nó mạnh hơn rất là nhiều. Kem 5RX này là nó khi bôi, mọi người bôi nếu mà da trần sử dụng lần thứ nhất, lần thứ hai thôi đã thấy da bong bởi vì nó có thành phần hydroquin. Và cái này thì nó mạnh hơn cái FX rất là nhiều, thế nên là nó chuyên dùng để đặc trị vấn đề nám mảng này, đều cần dùng đến cái RX có hydroquin bởi vì là nó làm đẩy nhanh quá trình làm sáng, làm trắng da, làm ức chế cái vết nám đồi mồi hay là các cái đốm nâu trên da. Cái này thì là nó mạnh hơn, thế nên là dùng chắc chắn sẽ bị đỏ da hoặc bong chóc nếu như mọi người dưỡng ẩm không đủ, hoặc là cái tác dụng phụ của nó cũng mạnh hơn bởi vì là nhiều người khi mà dùng cái RX này thì là có hiện tượng là bong da rồi nóng đỏ rồi là da bị chàm, nhiều người ấy
phục hồi không đủ, thế nên da có thể bị tràm đỏ hoặc là da bị sần sùi bong tróc rất là nhiều. Đặc biệt là thường thấy nhất là đó là mọi người bị bong và bị đỏ. Thì đó là cái ROX này nó rất là mạnh. Và cái ROX này thì mọi người cũng dùng là khi mà trộn với tretinoin. Khi mà mới đầu dùng ý, mọi người có thể lót cái lớp kem trước, bôi kem dưỡng trước, kem phục hồi trước rồi mới dùng kem số 5 này trộn với cả tretinoin để bôi để điều trị nám mụn. Xong sau đó thì mọi người lại bôi một lớp kem dưỡng để cho da của mình nó hạn chế cái việc kích ứng. Còn nếu mà mọi người bôi lâu rồi ý, thì mọi người có thể bôi thẳng tretinoin trộn với số 5 này vào da, sau đó bôi kem dưỡng lên sau thì cái hiệu quả chắc chắn là sẽ cao hơn. Tuy nhiên mọi người nên nghe ngóng làn da, đừng để da bị cái tình trạng là sưng đỏ hay là bị phục hồi hoặc là bị kích ứng quá mạnh dẫn đến da bị tổn thương. Đó, đấy là cái kem 5RX. Cái kem 5RX này thì bởi vì là nó điều trị hiệu quả cao, nhanh hơn, nó có hydroquin, thế nên là mọi người ưu tiên dùng cho nám nặng này, nám chân sâu hoặc là bị mụn rất rất nặng, hoặc là da rất là, nói chung là da rất là xấu cần phải phục hồi và làm mới lần da thì mọi người mới dùng cái ROX này. Còn cái kem số 5 FX này thì nó được dùng phổ biến hơn. Cái này thì nó không bao gồm hydroquin. Nó chỉ có những cái chất làm trắng da và tái tạo da bình thường, thế nên là thường được kê cho các cái tình trạng da nhẹ hơn, đó là da bị nám nhưng mà không bị nám quá rộng, hoặc là nám chân không sâu quá, hoặc là nám mới sau sinh, hoặc là nám mà chỉ có vài điểm thôi. Ví dụ như các bạn 30-35 tuổi mới có vài điểm nám ở hai bên gò má thì có thể sử dụng sản phẩm này. Hoặc là những cái da mà bị mụn nhưng không quá nặng, cần làm tái tạo làn da thì mới sử dụng 5FX. Hoặc là sau khi các bạn dùng ROX này điều trị da thành công rồi và các bạn phải hạ liều để da nó giảm dần cái liều điều trị thì mọi người chuyển sang dùng số 5FX. Thì cái kem số 5FX này thì cũng phải trộn với tretinoin. Thì như mình đã nói là da khi mới dùng ý, thì mọi người nên lót cái lớp kem dưỡng hoặc là kem phục hồi trước rồi mới sử dụng số 5FX trộn với tretinoin bôi vào sau. Còn nếu mà bạn nào da khỏe, da đã dùng cái điều trị treatment quen thì mọi người có thể bôi thẳng vào da. Tuy nhiên là mọi người nên nghe ngóng làn da để cho da mình giảm cái bị kích ứng hoặc là bị dị ứng lại. Thì cái kem số 5FX này chuyên cũng để làm trắng da này, làm mịn màng, tái tạo làn da và hạn chế nám rồi mồi quay lại cũng như thâm mụn, điều trị rất là nhanh. Thế nên cái kem này thì là được ưu chuộng hơn bởi vì nó sử dụng, nó không có hydroquin nên là nó có sử dụng an toàn hơn. Tuy nhiên là cái hai cái sản phẩm này đều là hai sản phẩm mà giúp da ức chế tàn nhang, đồi mồi và làm thâm mụn, kích thích tế bào mới. Thế nên là ai mà da yếu này, da nhạy cảm hoặc là da mỏng ấy thì sử dụng hai sản phẩm này cần lưu ý nghe ngóng làn da rất nhiều. Mọi người chỉ nên sử dụng sản phẩm thời gian đầu chỉ bằng một hạt đỗ đen thôi. Đó, sau đó thì mọi người chấm đều quanh mặt trộn với tretinoin rồi bôi thật nhiều kem dưỡng và kem phục hồi để giảm cái kích ứng của cái sản phẩm làm trắng da này. Đây là sản phẩm của nhà Obergi, là sản phẩm dược mỹ phẩm chứ không phải kem trộn, thế nên là mọi người yên tâm, nó dùng rất là an toàn. Tuy nhiên bởi vì đây là sản phẩm điều trị và cần có phác đồ hướng dẫn của hãng cũng như là của người bác sĩ hoặc là những cái người mà có kinh nghiệm lâu năm trong việc skincare, thế nên là mọi người khi mà mua sản phẩm này dùng ấy nên có một người hướng dẫn và dùng một cái liều rất là nhỏ thôi. Mình dùng từ từ để nghe ngóng cái phản ứng của làn da, cộng với việc là thời tiết nữa. Ví dụ như là trời nắng thì mọi người hạn chế dùng những sản phẩm treatment này, hoặc là khi dùng thì mọi người phải chống nắng rất là kỹ, chứ không thì nó rất là dễ bắt nắng, da nó nhạy cảm với ánh sáng hơn. Nhiều bạn dùng không biết dưỡng hoặc là chống nắng đầy đủ ấy, da nó có thể sạm cái thời gian đầu dùng. Còn nếu mà bạn nào mà chống nắng đầy đủ, dưỡng ẩm đầy đủ, ít ra ngoài thì có thể dùng cái sản phẩm này mùa hè thoải mái. Cái sản phẩm này thì thường là đợt vừa rồi là rất là hot vì mọi người hay kê vào cái điều trị nám. Thì ai mà nám nặng thì nên dùng 5RX trước, sau đó khi mà mình hạ liều thì mình sẽ dùng 5FX. Còn ai mà chỉ thâm mụn thôi thì mình khuyên nên dùng 5FX, dù thời gian làm giảm thâm nó hơi lâu, tuy nhiên nó an toàn hơn và da nó cũng đỡ bị kích ứng hơn. Đó, vừa rồi thì mình vừa giúp mọi người phân biệt được thế nào là số 5RX và số 5FX của nhà Obagi.
Tóm gọn lại là mọi người cứ tưởng tượng là số 5 RX sẽ nặng hơn rất là nhiều, dùng cho da bị vấn đề về da nặng, tình trạng nám chân sâu hoặc là mụn thâm nặng. Còn số 5 FX là dành cho những bạn nào đang hạ liều, những bạn nào mà tình trạng da nhẹ hơn, nám mới chỉ có vài điểm chấm đen thôi, hoặc là mụn thì cũng chỉ là bị mụn nhẹ hoặc là mụn vừa, chứ không phải là mụn chân sâu bị nặng, viêm da đó. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người có bất cứ cái thắc mắc hay là những gì về sản phẩm số 5 FX thì có thể để dưới comment và mình sẽ trả lời comment mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.